Xin chào mọi người, hôm nay bác sĩ Tuấn sẽ chia sẻ với mọi người 10 mẹo giúp cải thiện tình trạng chán ăn. Khi mà bị ốm ấy, hoặc là phải điều trị bệnh thì chúng ta có thể là bị giảm cái cảm giác ngon miệng. Việc mà ăn kém thì sẽ làm giảm khối lượng cơ cũng như là trọng lượng toàn bộ của cơ thể. Nó có thể ảnh hưởng tới cái mức năng lượng cũng như là cái khả năng dung nạp các phương pháp điều trị. Việc ăn uống đầy đủ là rất quan trọng giúp cho cơ thể khỏe mạnh trở lại các anh chị ạ. Nguyên nhân gây ra mất cái cảm giác ngon miệng có thể đến từ nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là tình trạng bệnh lý như là sốt này, viêm phổi, viêm gan, rối loạn chuyển hóa, vân vân. Nhóm thứ hai đó là các bệnh lý về ung thư và những cái tác dụng điều trị của cái bệnh ung thư. Ví dụ như là tác dụng phụ nhé, nôn, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy hoặc là thay đổi vị giác. Và thứ ba đó là tác dụng phụ của một số thuốc. Một số thuốc khi các anh chị sử dụng có thể làm giảm cái cảm giác ngon miệng. Ngoài ra thì có một số tình trạng như là tình trạng đau, các anh chị đau ở cái cơ quan nào đó thì cũng cảm giác làm thay đổi cái cảm giác muốn ăn của các anh chị, cảm giác rất là mệt mỏi đúng không ạ? Hay là tâm trạng buồn chán, lo âu hoặc là căng thẳng quá cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà mình ăn uống có ngon miệng hay không. Nếu như anh chị đang gặp cái tình trạng chán ăn thì việc quan trọng đầu tiên đó là phải đi khám sức khỏe, loại trừ các tình trạng bệnh lý và điều trị bệnh nếu có. Sau đó thì mình mới áp dụng các biện pháp phục hồi lại cái vị giác cũng như là cái cảm giác ngon miệng của mình các anh chị ạ. Và sau đây chính là 10 cái mẹo nhỏ để giúp cho các anh chị có thể kiểm soát cái tình trạng chán ăn ngay tại nhà. Điều đầu tiên đó là các anh chị nên cố gắng ăn làm nhiều bữa nhỏ các anh chị ạ. 6 đến 8 bữa trên ngày thay vì là 3 bữa như thường lệ. Cái chế độ ăn của mình thì cũng nên có nhiều năng lượng hơn, nhiều protein và đặc biệt cần phải uống nhiều nước các anh chị nhé. Thứ hai đó là mình chọn thời gian ăn, thay vì đợi cho đến khi đói, thậm chí là có thể đặt báo thức để có thể là nhắc mình ăn uống trong khoảng mỗi 2 cho đến 3 giờ. Thứ ba nữa là mình hạn chế những cái đồ chiên rán, những cái thức ăn mà chứa nhiều dầu mỡ, bởi vì chúng thường khó tiêu hóa, khó ăn thêm vào những bữa ăn tiếp theo các anh chị ạ. Thứ tư đó là mình cần tránh những cái món mà có mùi mạnh làm tăng cái cảm giác chán ăn hoặc buồn nôn. Và thứ năm đó là mình nên ăn các thức ăn mềm hoặc là nó lỏng để dễ nuốt hơn, thậm chí là mình có thể là uống nước cùng với cái bữa ăn. Điều thứ sáu đó là mình nên tập thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ này hay là vận động nhẹ trước các bữa ăn sẽ giúp cái cải thiện cái cảm giác của mình. Thứ bảy đó là mình chuẩn bị sẵn sàng các thực phẩm trong bếp để có thể nấu ăn bất cứ lúc nào các anh chị ạ. Và thứ 8 đó là khi thấy đói thì hãy ăn thật nhiều luôn. Đấy. Và thứ 9 đó là ăn những cái món ăn mà mình thích ở trong một cái không gian thoải mái, nhẹ nhàng cũng giúp cho các anh chị tăng cái cảm giác ngon miệng hơn. Và cuối cùng đó là mình bổ sung một vài những cái dinh dưỡng hỗ trợ giúp tăng năng lượng, tăng protein và những cái vi chất dinh dưỡng cho bữa ăn. Đấy, mình có thể bổ sung bằng thực phẩm hoặc là bổ sung bằng các loại dinh dưỡng bổ sung nha các anh chị nhé. Chúc các anh chị có những bữa ăn thật là ngon miệng và tránh những cái tình trạng chán ăn diễn ra triền miên kéo dài làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình.